Đây là chương trình tin tức bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Sau đây là bản tin chi tiết. Báo Miami Herald nói ứng viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ mới nhất. Bà thắng ở bang Arizona và nhận được 41 trong tổng số có thể là 75 đại biểu của Đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders thắng ở các bang Idaho và Utah. Hãng CBS News nói ứng viên dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã giành toàn bộ 58 đại biểu tại cuộc bầu sơ bộ theo hình thức được ăn cả ở bang Arizona. Báo Washington Post nói ông Cruz đã chào mời Thống đốc Ohio John Kasich một vị trí trong chính quyền của ông nếu ông Kasich từ bỏ cuộc đua đến chức Tổng thống. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.